Bữa này chúng ta quay trở lại sầu riêng Thái. Sầu riêng Thái tối là ngủ ở ngoài đây là coi luôn hả cô? Ngủ luôn ha. Chào, sầu riêng Musakin là cái trái mình vừa hái chín đó thôi cô. Mới vừa chín, chưa chín không? Chưa chín hả? Nó còn hơi cứng. À, chưa chín, cái này là chưa chín. Dạ. Rồi. Chúng ta qua cái dãy Musakin. Rồi, trái quá trời ha. Chào anh. Chúng ta qua bên này một xíu để anh Nghi anh quay phim. Ngon hơn cô ha, nhưng mà nó có gặp cái điều kiện bất lợi chút xíu là chúng ta gặp bị mưa nhiều ha, mưa nhiều, dạ, mưa nhiều nó bị trôi cái hạt phấn á, gặp mưa, dạ, mưa nhiều nó trôi hạt phấn, chết hạt phấn. Rồi năm nay là tình trạng vô mánh ha, nói chung là cái Musakin á, gặp cái mưa không riêng gì cái Musakin đâu, Thái cũng vậy nữa, gặp mưa nó trôi phấn. Nhưng mà Thái năm nay ngon. Thái năm nay ngon không cô? Trái năm nay ngon à, có lái là vô ái chưa? Chưa hả? Ừ. Không mấy để kiếm ít đồng. Cò anh em, bây giờ cò thôi anh em. Đây Musakin này nó mang trái mà tuy nhiên rằng là bị mưa dữ quá, nó trôi hạt phấn, nó không giữ được, mà mưa dữ lắm á cô. Trời ơi, mưa dữ lắm, mưa ngày mưa đêm luôn á. Mưa liên tục luôn ha? Liên tục luôn. Ừ. Rồi, mưa trái thì bông rồi ra. Mười mấy ngày liên tục luôn. Dạ. Rồi bây giờ là chúng ta thấy rằng là cô là tối ngủ ở đây luôn, ai ngủ ở đây? Dạ, ổng ngủ ạ. Ổng ngủ ha. Rồi chúng ta đi qua khúc Thái đi, chúng ta kiểm tra. Ồ, trái, mẫu trái Thái giật ra ngon á chứ, nó vỗ trái ra được á chứ. Làm nghịch vụ à. Làm nghịch vụ mà cái mẫu trái như thế này là thực ra là rất là ok. Cái trái Thái này về bà con đủ học là được rồi. Đây, trái Thái đừng có so bì Thái với ri xấu. Ri xấu thì trái nó khác. Mẫu Thái mùa nghịch. Bên này chúng ta cũng có thấy cây này nó mất luôn cái nhánh này nè. Mà trái trên kia nó cũng còn quá trời ha. Cây này chắc cái nhánh đó gãy. Bị gãy hả cô ha? Bị gãy. Dạ. Dạ. Đằng kia gãy nhánh trái kia bốn cái dữ. Cho con gắn cái micro cô cháu mình trò chuyện chút cho nó vui. Mọi người cũng muốn học hỏi được cô rất là nhiều. Rồi, có gì đâu học hỏi. Bữa có mấy cô chú anh chị có hỏi con về cái vườn của cô ở đâu. À, cho cái số điện thoại. Nhưng mà con nói thôi tại vì cần thì dụ như bữa nào đi có chuyến á thì con mời đi. Chứ nhiều khi gọi cô rồi, cô đang làm việc mất công. Đây đi tiếp tục. Là từ cái lúc mà sổ nhị là 2 tháng 9 tới giờ hả cô ha? À đúng rồi. Ừ. Nó cũng có một vài cái trái nó nhỏ còn ở trên này nè, trái. Không có tỷ lệ cũng ok. Không cái nếu ấy hai nhỏ không có nhỏ, nó dạ. Nhỏ là không có nhỏ. Bởi vì trái này, trái cái trái đây. Trái à. Vậy là nó ok, nó lấy hết trơn rồi nè. Lấy hết ha, lấy hết à. Lấy dạ. Hết trơn luôn. Dạ. Trái vậy nó phái mà không có bự quá. À. Bự quá nó chê chứ trái nhỏ nhỏ gì coi vậy nè. À. Nó nằm giá ký mấy là hàng VIP rồi đó. Hàng VIP đi. Ừ. Dạ. Nằm giá ký mấy là hàng VIP rồi đó. Dạ, vậy là mấy anh lái ở đây là anh ưa cửa đây cửa đấy. Dạ. Rồi. Có một lái nó cũng đang tính ngày đang nó lên kìa. Dạ, chắc là cũng vô nhiều hả cô hả? Lái cũng vô nhiều không? Vô nhiều. Lái nhóc hết trơn nó hỏi mà chưa tới ngày á. Dạ, chưa tới nó ngày. Chưa vô. Ừ. Thì năm nay con cũng mong muốn rằng là cô cũng về đích để mà chúng ta lấy chắc cũng an toàn về dạ, đích an toàn. Cũng mong muốn cái điều đấy để cho cô rồi với gia đình mình cũng có một chi phí, tại vì khi mà mình đã trong cái giai đoạn mà chúng ta làm bông làm trái á, rồi giai đoạn mà chúng ta trồng á, chúng ta nuôi cây rồi đó. Mà con cũng tốn chi tốn phí rất là nhiều chi phí dạ. Dạ. Thế nên là anh em mà bà con cái này là xô nuôi trái theo nên mình Hùng nó cho tứ tới 4 lần lận. 4 lần ha. Ừ, nhưng mà bây giờ mới tứ có 2 lần, giờ bỏ cái này lại rồi không tứ cái này nữa. Dạ không tứ này nữa. Tứ nó phì quá. Sợ nó phì ha, ừ. Nó to. Không, cây này là đủ trái đó cô, vừa đủ luôn á. Đủ trái luôn. Dạ đủ trái. Mà giờ tứ vô cái nữa là nó phì. À dạ. Giờ thì mình cũng canh theo từng cây chứ. Đúng. Đúng rồi, kinh nghiệm. Ừ. À, cho anh mượn cái camera anh phớt vô đây một cái đây. Này.
Để quay cho bà con chúng ta coi nè, xíu nè. Em, trái này là nó đều băng luôn. Đều băng. Thì mọi người cũng hay hỏi về cái vườn của cô, theo yêu cầu của bà con, mình đang ở miền Đông với Tây Nguyên là mình cũng phải trọt gì giọt về đây để mà review lại cho bà con coi. Thì cô cũng có kinh nghiệm như thế nào rồi cô cũng chia sẻ nha bà con. Anh em để mà chúng ta cùng nhau phát triển. Đấy, chào cái mẫu trái, trái. Trái cuối cùng đứa nói chung là không thấy cái trái lá là thấy mê ok vậy. Rồi mà lá nào lá nấy vậy đi. Cô với anh lưu ý cái vấn đề trong cái giai đoạn này mưa nhiều á, mình quản lý nắm bệnh cho nó kỹ chút nha. Đúng rồi. Dạ. Nào cũng có cộng hết á. Cũng có cộng ha. Nếu dự như nó mưa nhiều anh cho thêm cái thằng sấm diệt tiễn trùng á, nó tiêu diệt cái Phytophthora thúi đít trái rồi đó. Nên mình lưu ý cái vấn đề. Với cái thứ hai nữa anh Trọng chắc sẽ cho một kê xốp với anh Trọng rồi. Hả? Cây sớp mà hồi dạ. Giờ cây sớp mà nằm gòi dở rồi. Dở hả? Dở. Sao vậy? Nó bị rẹp ha. À bị rẹp ha. Ờ cây sớp hồi năm gòi cô kê rồi. Dạ. Kê thất bại rồi. Vậy là rút cái kinh nghiệm đấy. Rút kinh nghiệm lại rồi. Rút kinh nghiệm. Ừ. Trời ơi trái nè bà con. Ở ngoài mình không có thấy. Ở ngoài không đây có thấy vậy đó. Đây nè nó. Ừ. Giờ mới thấy khác đó. Trái nó cực kỳ năm nay trái là đó. Lái là nó vô cắt là nó bê rồi. Dạ. Như bữa trước là con xuống anh Trọng bữa trước xuống nó nhỏ nhỏ nha. Ừ, bữa nay cộng, bữa nay nhưng mình hồi, xuống mấy ngày rồi ta? Nay chắc khoảng gần tháng. Ờ gần tháng. Một trái này lên đều. Đều trái luôn. Đều trái ha. Ờ. Cô đây cô cũng giỏi chứ ta, không phải giỡn đâu nha. Phụ nữ mà làm được cái vườn sầu riêng như thế này nó cũng là tài ba sức chúng nha mọi người, mà đặc biệt là trong ông xã rồi ông giỏi cái nghề này dữ lắm nè. À. Ông xã ông giỏi lắm. À khen được khen ông xã nữa này bà con thấy không, phụ nữ còn ở miền Tây á. Ông xã ông giỏi lắm, ông chăn dữ lắm, ông từng cái đọt cái nào mà thấy khác là bắt đầu ông ấy rồi. Dạ. Chuồng bò hiện tại coi như này nó con giá nó ngàn ngửa ăn thái không ạ? Ngàn ngửa ăn thái. Em thấy nó thua một chút xíu à. Em thấy mấy anh kia anh cũng nói mà chuồng bò hiện tại bây giờ cũng đang có giá, người tiêu dùng họ ăn chấp nhận được. Cái này ít nó điều học. Bữa nay là thấy chuồng bò thấy khác không? Thấy khác ha. Này chuồng bò nó đều lắm. À. Trái nó là rồi mọi người đứng trên cái cây sầu riêng này là mình cũng mong muốn là cô về đích an toàn. Về đích an toàn. Chứ thực tế đó là trồng sầu riêng đó bà con mọi người. À, những đi ai qua mà mới bước đầu trồng hoặc là những ai mà coi những cái video nghĩ rằng là trồng sầu riêng dễ, không dễ đâu bà con. À, chúng ta phải có những cái kỹ thuật mà để chúng ta làm trái, làm bông, làm trái, đặc biệt là chúng ta phải tiếp cận được những người như cô như thế này nè. À, cô chia sẻ lại kỹ lưỡng mới được. Dạ, mình phải đi dựng vườn, mình phải coi cho chính xác mới được, coi dạ. cái gì chịch cái là mình làm liền để thôi, không kịp. Dạ. Nó cũng đầy cái chuyện xảy ra hả cô nha. Đúng rồi. Đầy chuyện xảy ra chứ, trời ơi trái chứ. Quơ cái vừa cái cây. Vậy là năm nay là can thiệp vào là cô cũng tin tưởng tụi con, phải không? Cô đồng cũng tin tưởng dữ dằn luôn á. Cô cũng tin tưởng tụi con để mà làm cái vườn mùa nghịch như thế này. Hầu bữa là cũng tủ bạc đâu hết hả cô ha? Tủ bạc hết. Bạc hết. Nhưng mà mưa dầm hằng không muốn cho tủ đó, phải cho tủ lại là cực kỳ ngon đó. À lúc này cái sổ nhị ha. Đúng rồi. Sợ nó cũng vấn đề sốc. Sốc. Chứ nếu mà cho tủ là ngon rồi. Dạ. Mình cũng rút kinh nghiệm theo cái thời tiết mà biết đâu được là lỡ tủ nó không có bằng như này sao được. Đúng rồi. Nó mình cũng chưa biết được như thế nào. Đúng rồi. Dạ, sợ sốc cô. Sợ sốc nó mưa nhiều cái mình tủ bạc lại nó bị sốc nước á. Năm nay cái trái nó là rất là lại tròn nữa, còn dạ. Rất là đẹp chứ không phải như năm rồi mà nó cong queo quẹo. Năm nay là mấy trái này là cực kỳ đẹp luôn. Thái như thế này thái mẫu trái vậy là vỗ ok hết rồi. 20 ngày nữa là 100 ngày. À 20 ngày nữa 100 ngày. Ừ. À rồi. Nó là khoảng 110 ngày. 110 ngày. Tháng nữa. Còn tháng nữa là chúng ta có thể chúng ta rất là hy vọng là mong muốn. Mà năm nay tứ ba cái thuốc này với xịt vô cơm năm nay lên cơm cực kỳ ngon luôn. Dạ. Cực kỳ nhiều cơm luôn. Dạ. Cơm dày dữ dằn luôn nắng thon. Dạ. Nắng thon là nói chung ra là hết hồn cơm luôn. Ừ. À, mình cũng có test thử hả cô? Test thử hổm rồi. Test thử hổm rồi. Nó rụng một trái khoảng
bự hơn này chút xíu. À bự lên ừ. xíu ra là mình test. Test ra cơm nó giờ nó đang vàng mà nó dày thôi đừng nó tới nó dày luôn, nó dày vũ vàng dày luôn vậy đó. Dạ. Yeah. Ừ. Con cũng mà trời chụp gửi cho ông Hùng, Hùng nói trời ơi mới có bảy mấy ngày mà cơm vậy đây hả? Dạ. Yeah. Nó là mặn thon á, cơm năm nay cực kỳ ngon. Dạ. Yeah. Thì cũng mong muốn các anh em cũng mong muốn là nhà nông bà con của mình cũng về đích thì cô vui thì tụi con cũng rất là vui. Đúng rồi, đúng rồi. Cô vui một tụi con cũng vui mừng chứ không phải giỡn đâu nghe. Má nói chứ mình làm mà mình đưa thuốc rồi mình làm cho nông dân mà nó không đạt được mình cũng buồn lắm chứ. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Nếu mà nông dân vui là mình cảm thấy là mình vui. Rất vui, là hạnh phúc luôn. Hạnh phúc ngàn lần luôn á. Thì cái à, mà nhờ cũng nhờ cô là chia sẻ như vậy á thì mình tự nhiên cái trong cái video này mình có thêm cái động lực đó mọi người. Động lực chưa, đúng rồi. Đúng rồi. Có động tự nhiên lực. Cô khen cái ô thằng đẹp trai cái tự nhiên mình sướng trong người liền á bà con. Mặc dù mình xấu á mà mới đây cạo râu rầu. Con tụi con á là cũng qua thăm vườn của cô rồi vài bữa là tụi con cũng có chuyến công tác ấy. Thì cũng tương tác với cô sau nha. Tụi con có gì ở đây thì ví dụ như cần thiết á thì có thể là gọi về công ty là tụi con rồi. đi qua bên Cam làm cái dự án bên đó cũng tuần thôi chứ không có nhiều đâu mà cũng cố gắng là sâu sát cho cái vườn của mình cho chúng ta về đích an toàn nghe bà con nha. Thì đúng là làm bên đây là cái gì là chỉnh cái là cô điện là lên liền nó ngay làm đây là nó cũng anh em cũng tận tình lắm. Yeah. Cũng chu đáo. Là ok rồi, nói chung ra là vậy là quá ok rồi, chu đáo lắm. Bên làm bên này là nó chu đáo dữ dằn luôn. Ví dụ chịch cái gì thì mình điện cái là bắt đầu bữa sau là phải nhảy lên liền coi tình hình coi sao sao. Dạ. Yeah. Cái trong vườn của mình nó cũng có như thế này, cô là người trực tiếp chăm á, cô cũng biết là ví dụ như cô trồng 100 cây đi, ví dụ 100 cây thì mỗi cây nó mỗi kiểu khác nhau. Khác nhau đúng rồi. Dạ. Yeah. Ừ, mỗi kiểu mỗi kiểu khác nhau nên là phải quan sát ừ, rồi. Nói chung ra lá mãng thôn mà vậy là nó nuôi trái là ok. Dạ. Yeah. Cái này là hồi xưa cái cây cũ á cô, cây cũ á. Sau này phục hồi rồi mới làm chứ phải không? Đúng rồi, phục hồi rồi mới làm. Dạ. Đấy. Qua quá trình phục hồi nè. Phục hồi mất mấy tháng cô? Mất mấy tháng trời đó. Mất mấy tháng hả? Ừ. Phục hồi lại. Phục hồi giờ lại nó đó. Kéo cây ra, hồi xưa là cái cây cũ nó cây nằm cũ trong này nằm kéo. Trong này nè. Dạ. Kéo ra. Cái này là cây mới không? Dạ, cây mới. Cây mới rồi. Cây mới hả? Ăn xong rồi thì mình cứ nghỉ hết 10 ngày. Dạ, nghỉ hết 10 ngày. Có thêm cái bí quyết là anh Trọng anh thấy bí quyết mà một số vườn á họ để một cái trái trở lại. Đúng rồi. Đúng không? Đúng ok. Cái đấy là cũng có nhiều người hỏi con nhưng mà con mới nói là con giải thích thì nó không có phê. Để bữa nào bà con gặp bà con á giải thích. Đúng ra thí dụ lái nó cắt. Dạ. Chia giờ mày cắt sao cắt. Lấy sao lấy nhưng mà phải chừa lại cho mỗi một cây một trái mới được. Ừ. Nào, để làm gì cô? Để làm gì cô? Để làm gì biết không? Yeah. Đặng cho đừng cái cây nó còn một trái nó để đặng nó hút cái chất. Thứ hai nữa là cây nó mình nó không bị chết. Dạ. Yeah. Cô năm rồi có con cây nó cắt hết thanh thần ơi dưỡng lại muốn chết luôn. Dạ. Yeah. Kêu năn nỉ kêu nó chừa nó nói hồi trái này đẹp lắm không có chừa. Nó cắt không còn một trái nào hết trơn thanh thần năm rồi dưỡng lại cây đó. Nói năm nay cắt dù gì cũng phải cây để lại trái mới được. Dạ, đó, có nhiều bà con hỏi luôn á anh Trọng ơi. Đúng rồi đó. Có nhiều bà con mà em kêu là cái này thì em giải thích thì nó chưa phê đâu. Để bữa nào gặp cô đi rồi mới giải thích cho nó rõ ràng. Bà con nên cắt phải kêu nó chừa lại một cây một trái là an toàn của mình hết. Dạ. Nếu như anh Trọng, ví dụ như cô nếu cắt thì mình có chừa cái cuốn lại hay không? Hay là sau này mình... À, nó cắt, nó vẫn chừa cái cuốn cho mình. Dạ. Sau này mình mới đi cắt. Sau này mình mới đi cắt. Dạ. Chứ còn nó không cắt xác cho mình không? Không, không có cắt xác cho mình. Cắt xác mất công, tốn thời gian nó vậy? Tốn thời gian nó khúc nữa. Rồi chẳng những vậy rồi nó cắt xuống giường xong rồi nó chất gai rồi nó phải cắt lại cái nữa nó mới thấy lên cân. Đúng rồi. Chứ không phải mà nó cắt vô xong rồi mình chất vô vỏ cho nó rồi nó cân đâu. Nó phải vô cắt lại cái nữa rồi nó mới chất vô vỏ nó. Nếu cắt cái cuốn dài cân nặng ký. Đúng rồi, nó cắt sao đủ tiêu chuẩn của nó rồi. À. Cảm nhận hay thiệt á. Hay. Ủa. Và cái thông thường thì cô cũng chia sẻ luôn dùng một chút xíu nữa này cô nói cái trái mà trái 1 ký á thì nó ưu tiên. Thế vậy thì mình đang phân vân để cho mình thì bà con mình lâu rồi thì không sao, mình đã trải qua rồi không sao nhưng mà con mới á bà con chưa mường tượng là loại nào mấy ký là lái ưng nhất. Ví dụ vậy. Tiêu chuẩn là lái nó nói là khoảng 1 ký rưỡi là cực kỳ tốt. Cực kỳ tốt. Cái ký rưỡi phần ký 8 là vô đó là hàng VIP hết trơn rồi. Hàng là mãng thon nha. Dạ.
Còn cây sáo thì cô không biết, vì mình không có trồng cây sáo, mình không có bán cây sáo, mình không biết. Nhưng mà bản thân là nó quy định của nó là nó nói là một trái cái mấy là tiêu chuẩn của nó đó, là hàng quýt của nó. Đó thì đó cũng là một cái kiến thức để cho bà con chúng ta. Thí dụ như cái cây nào mà nó sung quá, trái nó to quá thì mình dằn bớt nó lại. Dằn bớt trở lại chứ thôi, bây giờ là sung quá dằn bớt lại nè. Dằn bớt. Mới dằn lại rồi đó. Rồi. Không dám cho lên nữa đó. Không dám cho nuôi trái nữa. Không. Năm trái 5 kg là nó giặt mẹ hết rồi. Rồi cảm ơn cô rất là nhiều, chúc cô sức khỏe. Cô còn chia sẻ gì nữa không với con? Không. Rồi chia sẻ, bye bye. Vô, bye bye. Bye bye.